Nhấn đăng ký ngay kênh XTV Gaming để xem bọn mình livestream nhé. Trong Liên minh huyền thoại, ngoại trừ những điều luật bắt buộc do Riot quy định về việc ứng xử trong trò chơi, thì luật rừng với các vị tướng cũng là thứ vô cùng quan trọng. Dù chỉ là những điều rất nhỏ, thế nhưng sức nặng cũng như tầm ảnh hưởng của nó là không thể bàn cãi, góp phần giúp cho những manh chiếu mới tránh đi vào vết xe đổ của các bậc tiền bối. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với top 15 quy luật bất biến trong lịch sử 10 năm phát triển liên minh mà bất kỳ ai cũng phải nắm. Cắm mắt. Một trong những điều quan trọng nhất luôn được lặp đi lặp lại trong rất nhiều lời khuyên từ các caster cho đến pro player, và chắc hẳn hầu hết chúng ta đều đã trải qua cái giá của quy luật này. Cắm mắt chính là hành động quan trọng nhất trong một trò chơi chiến thuật như Liên minh huyền thoại, khi nó không chỉ giúp bạn có thể đề phòng rừng ganh, phát hiện được vị trí kẻ địch mà còn hàng tá lợi ích khác như dịch chuyển chặn đầu hay là trốn thoát. Không những đem đến quá nhiều tác dụng mà những con mắt thường còn được mua miễn phí. Chính vì thế đừng bao giờ quên cắm mắt trong liên minh bạn nhé! Pick Teemo không có nghĩa là counter được Darius. Nhiều người cho là Teemo hay một vài vị tướng có khả năng thả diều đối phương chính là khắc tinh cứng của những lớp tướng đấu sĩ đường trên. Thế nhưng bạn đã lầm to khi nghĩ là chỉ cần pick Teemo thì thở thôi cũng có thể counter được Darius. Việc counter một vị tướng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và quan trọng nhất chính là kỹ năng người chơi. Ngoài ra, nếu bạn chơi những tướng tay dài và đầy lính một cách mạnh mẽ ở đường trên, bạn sẽ vô tình tạo ra khoảng trống để rừng địch khai thác và cắm trại. Nếu như phải nằm xuống chỉ 1 đến 2 lần ở thời gian đầu thôi, thì những tướng như Teemo sẽ rất khó để có thể tỏ ra hữu dụng ở giai đoạn sau so với các tướng đấu sĩ. Trong khi Darius được ăn mạng thì bạn biết kết cục thế nào rồi đấy. Yasuo, nhà người ta. Một trong những điều kỳ diệu của liên minh chính là bằng một cách thần kỳ nào đấy, Yasuo luôn đứng giữa hai thái cực tốt xấu khác nhau. Yasuo team mình thì luôn xuất hiện với một KDA cực tệ hại, thể hiện bộ mặt yếu kém về kỹ năng. Thế nhưng nếu mà sang team địch thì hắn lại trở thành một hung thần đích thực khi lả lướt thi triển những đường kiếm điệu nghệ. Vì thế để tránh lặp lại điều này, một lượt cấm cho Yasuo trong mọi trận chính là điều nên làm nhằm ngăn chặn cơn ác mộng và bảo toàn được chuỗi thắng cho chính bản thân. Hãy trăn trối một cách thông minh. Tiếp tục chủ đề về Yasuo. Nếu may mắn được chơi Yasuo hoặc là trải nghiệm vị tướng này trong các trận đấu ở chế độ đánh thường, thì một lời khuyên hữu ích cho bạn chính là việc hãy dùng chiêu cuối một cách thông minh và hiệu quả nhất. Như Uzi, huyền thoại của làng liên minh từng nói, nếu muốn là một người chơi Yasuo giỏi, bạn nên tháo nút R ra. Đây mặc dù chỉ là một câu nói đùa, thế nhưng cũng có vài phần đúng. Khi người chơi đôi lúc quá hưng phấn nếu hất tung được kẻ địch mà quên hết đi những yếu tố về trang bị, chênh lệch về thành viên. Chính vì thế, để tránh trở thành manh chiếu mới chưa từng trải, hãy học cách tính toán một chút để trăn trối thực sự kết thúc bằng những điểm hạ gục kẻ địch nhé. Làm ơn, hãy gank Nasus. Mặc dù cái sự hữu ích của Nasus trong tay thầy giáo ba đã quá nổi tiếng, trở thành một giai thoại bất hảo của liên minh, thế nhưng vị thần khuyển này về cơ bản vẫn là một tướng không thể xem thường dù ở bất cứ thời điểm nào. Nasus giai đoạn đầu thì tương đối yếu, bạn có thể đi hắn và biến hắn trở thành cây ATM di động. Thế nhưng ngay từ khắc bạn chủ quan và lơ là trong khoảng 10 phút để Nasus thoải mái farm và dần ngược lại, hắn ta sẽ tìm đến bạn để trả thù đấy. Đây chính là một trong những lỗi mà người chơi non kinh nghiệm thường mắc phải khi đối đầu Nasus. Không những thế, vị thần khuyển còn được biết đến như là ông vua trong việc đẩy trộm với những cú quy đau như trời giáng vào trụ. Đây là chưa kể nếu bạn cứ cố kéo lết với một con Nasus hơn 500 quy, lúc đấy mọi chuyện trở thành thảm họa trong giao tranh khi không ai đủ sức để giao tranh 5v5 với một đội hình có Nasus cả.
Vì thế, hãy dành sự quan tâm đặc biệt đến vị tướng này như cách mà rừng đối phương đã hành thầy giáo ba đến 17 mạng trong một trận đấu nhé. Alista bò sữa là Alista gì nhất? Mặc dù là một tướng có đến 10 trang phục khác nhau, thế nhưng Alista lại chính là minh chứng sống cho việc khi một skin quá thành công sẽ gây ra phản ứng như thế nào. Không phải bàn cãi về sự thú vị của trang phục Alista bò sữa, hầu như game thủ nào cũng đã biết được Alista bò sữa mặn mòi và đáng yêu đến thế nào. Điều này vô tình khiến cho những skin Alista về sau được phát hành dù có long lanh ngầu lòi đến mấy thì cũng chả bao giờ vượt qua được cái bóng quá lớn từ một trang phục chỉ có mốc sử thi. Nếu không nhìn thấy Evelyn thì cô ấy đang ở đằng sau bạn đấy. Evelyn từ sau khi được làm lại đã hóa thành một yêu nữ nóng bỏng, quần hút và bí ẩn. Không chỉ có nhan sắc ma mị, cô còn sở hữu nội tại có thể tàng hình xuyên suốt trận đấu. Điều này đã phần nào định hình nên lối chơi sát thủ rất độc đáo khi lặng lẽ theo sát con mồi từ phía sau. Chỉ chờ sơ hở sẽ ngay lập tức hạ sát nạn nhân một cách ngọt ngào. Chính vì sự khó chịu cũng như lối chơi dị biệt của Evelyn mà rất nhiều xạ thủ phải sợ hãi vị tướng này. Vậy nên nếu phải đối đầu với ma nữ Evelyn, tốt nhất đừng đi một mình vì à có thể đang đi ngay sau lưng bạn đấy. Tất cả là tại thằng rừng. Bắt nguồn từ một tuyên bố của người chơi đường trên, hệ đổ thừa, Khan, khi anh cho là giai đoạn đi đường thua là do lỗi của người đi rừng không chịu ganh hay là kiểm soát mắt. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn một chiều khi người đi rừng còn rất nhiều công việc để giải quyết, chưa có riêng gì khu vực đường trên đâu. Vì thế, quy luật này được đặt ra chỉ để nhắc bạn rằng đây là câu nói dễ gây mất đoàn kết nhất mà bạn không nên dùng trong bất kỳ trường hợp nào. Lý do rất đơn giản, bởi vì khi bạn chửi đồng đội thay vì động viên thì tỷ lệ thắng của bạn sẽ giảm xuống một cách rõ rệt đấy. Hành trình kỳ diệu của Bot không kỳ diệu như bạn tưởng. Bot là một tướng rất dị biệt trong lớp tướng hỗ trợ khi hắn có một kỹ năng lai tạp giữa rất nhiều chất tướng khác nhau, cùng chiêu cuối có công dụng như một chiếc đồng hồ cát do nhà hàng hiệu. Bên cạnh lối chơi du hành khắp bản đồ để nhặt chuông, Bot còn có khả năng tạo ra những đường hầm xuyên qua các bức tường. Mặc dù hành trình kỳ diệu của Bot là một thứ gì đấy hấp dẫn mọi người chơi, họ sẽ luôn muốn bước chân vào đấy dù chỉ một lần, chả cần biết bên kia có cái gì. Điều này chỉ đúng với đồng đội của Bot thôi nhá. Trong trường hợp bạn là đối thủ của hắn, hàng tấn khống chế cũng như sát thương sẵn sàng tiễn bạn về bằng đường hàng không đang chở bạn bên phía kia đường hầm đấy nhá. Dồn khống chế vào Master Yi. Như bạn đã biết, Master Yi là một tướng đi rừng rất mạnh. Thế nhưng điểm đặc biệt của tướng này chính là hắn mạnh tùy thuộc vào đội hình của đối thủ. Nếu mà đối thủ không có khống chế và dồn sát thương thì Yi sẽ hóa thành một hung thần. Còn ngược lại, hắn cũng sẽ biến thành một tên đần khi người chơi team địch có cả hai yếu tố trên. Khi đối đầu với Yi, đặc biệt là trong giao tranh, bạn nên cân nhắc việc dồn sát thương hắn trước bằng cách dồn khống chế cũng như sát thương sau khi hắn đã dùng quy tuyệt kỹ alpha. Đây là một trong những quy luật sống còn vì Master Yi luôn có thể tạo ra bất ngờ chỉ bằng một vài nhát chém sát thương chuẩn.
Shen rừng chỉ mạnh trong tay dọc thôi. Một câu nói vui được tạo nên từ sau chung kết thế giới vừa qua chính là câu nói Shen rừng chỉ mạnh trong tay dọc thôi. Câu nói này xuất phát từ việc sọp sử dụng một lối chơi lạ và rất nhiều người chơi đã bắt đầu bắt chước theo anh để tái hiện hình ảnh của thần tượng. Mặc dù vẫn có rất nhiều người tận dụng được những điểm mạnh của Shen ở vai trò đi rừng, nhưng mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để luyện tập với tướng này. Vì thế, nếu muốn đem ra một lựa chọn dị trong xếp hạng, chí ít hãy luyện tập một vài trận ở chế độ đánh thường để tránh gieo rắc ác mộng cho đồng đội, bạn nhé! Soraka không phải là hỗ trợ, nó là một con quỷ. Một quy luật cực kỳ cần thiết mà mọi người chơi đều nên biết chính là về cô nàng hỗ trợ Soraka. Không phải ngẫu nhiên mà Soraka lại là tướng được vinh danh nhiều nhất ở mùa 2017. Soraka là một tướng thực sự mạnh, đặc biệt trong tay những game thủ có kỹ năng. Vị tướng này có mọi kỹ năng bảo kê cho xạ thủ cũng như toàn đội. Có nhiều giao tranh khi các vị trí cứ thi nhau xả đạn mà bỏ quên bác sĩ Soraka đằng sau đang búp máu. Cuối cùng đối phương đành phải chịu thua chỉ vì Soraka cứ liên tục hồi máu lại cho các vị trí chủ lực. Vì vậy, khi bước vào giao tranh với đối phương có Soraka, cô nàng nên là mục tiêu đầu tiên bạn nên nhắm đến. Nếu việc đấy bất khả thi thì hãy lên những trang bị có khả năng giảm hồi máu để phần nào kiềm tỏa được sức mạnh vô cùng đáng sợ của con quái vật hỗ trợ này nhé. Đừng đuổi theo Sinh. Quy tắc vàng khi đối phương có Sinh, nhớ đấy, nhất là khi hắn ta sở hữu thêm cả triệu pha lê rely. Khi đấy việc bạn đuổi theo Sinh chả khác gì tự sát cả. Mà muốn hạ gục hắn thì bạn phải kéo ít nhất từ 2 đến 3 người lên. Lúc này đối phương sẽ thoải mái ăn các mục tiêu lớn như trụ và dầu mất thôi. Đừng nghe lời Ezreal. Câu nói quen thuộc của Ezreal. Cần quái gì bản đồ? Who needs a map? Cho dù có chơi Ezreal hay không thì cũng đừng có nghe nó nói bậy. Bản đồ nhỏ là mấu chốt liên quan tới sự sống còn của bạn đấy. Hãy luyện liếc mắt liên tục cho tới khi một con kiến bỏ qua thôi, bạn cũng có thể nhìn ra. Và một điều nữa này. Đừng bao giờ ganh Heimerdinger. Những tên judo luôn biết làm người khác khó chịu bởi những thứ bé nhỏ của chúng, kể cả cái tên Teemo nữa ấy. Với dàn súng xung quanh, Heimerdinger sẽ làm cho kẻ địch bốc hơi nếu chúng rơi vào đúng thế trận. Vậy theo bạn trong Liên Minh còn quy luật bất biến nào nữa không? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!